Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự Hoa Kỳ ngày 24 tháng 4 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Bản tin ngày hôm nay Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Trump nói sự thật về vụ tiền im lặng ở New York. Tổng thống Trump phát huy tối đa vũ khí tối thượng giúp ông dễ dàng thắng cử giành lại tòa bạch ốc. Tổng thống Trump cảnh báo Biden sẽ chịu trách nhiệm nếu lệnh cấm TikTok được áp dụng. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã đăng một thông điệp phủ đầu nảy lửa vào tối chủ nhật, chỉ vài giờ trước khi phiên tòa xét xử tiền im lặng của ông tiếp tục. Tổng thống Trump chỉ trích tính chất chưa từng có của các cáo buộc chống lại mình, viết rằng Hầu như mọi học giả và chuyên gia pháp lý đều nói rằng không có trường hợp, không có tội phạm. Đó là một sự giả mạo không nên được mang đến ngoại trừ để thử và thiệt hại đối thủ chính trị của Biden là tôi. Theo phong cách điển hình của cựu Tổng thống Donald Trump, ông ấy kết thúc bằng một ghi chú tích cực viết rằng hẹn gặp lại các bạn vào sáng ngày mai. Tổng thống thứ 45 cũng nhắc nhở người Mỹ rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận và bị đánh cấp, đã khiến cho Hoa Kỳ trở thành một quốc gia đang suy thoái nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh vô số lý do mà người Mỹ nên cân nhắc khi phiên tòa tiếp tục. Viết rằng, vụ án tại New York chẳng qua là một nỗ lực nhằm can thiệp bầu cử được cai trị bởi DOJ của Rocket Joe Biden trước một thẩm phán thảm nhũng và có nhiều mâu thuẫn, một thẩm phán thất bại. Soros đã tài trợ cho biện lý quận, người không muốn khởi kiện vụ án, vốn có thể đã được đưa ra cách đây 8 năm, nhưng không phải ở một quận gần như hoàn toàn thuộc đảng Dân Chủ. Ngay trước tuyên bố khai mạc vào sáng thứ hai, Tổng thống Donald Trump nói với báo chí, Tôi chỉ muốn nói trước khi chúng ta bắt đầu, đây đều là những phiên tòa xét xử Biden. Việc này được thực hiện nhằm can thiệp vào bầu cử, mọi người đều biết điều đó. Ông ấy nói đùa rằng mình có thể đang vận động tái tranh cử trên khắp đất nước, nhưng lưu ý rằng người Mỹ hiểu chuyện gì đang xảy ra và đó là lý do tại sao số phiếu bầu của ông ấy tiếp tục tăng. Tổng thống Trump nói rõ rằng vụ việc mang tính chính trị, đây là một cuộc săn phụ thủy, thật đáng xấu hổ và nó xuất phát từ Washington. Nó có sự phối hợp với Washington, mọi thứ kể cả văn phòng DA, nó đều phối hợp với Washington. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu điều đó. Điều này được thực hiện nhằm mục đích làm tổn thương đối thủ của vị tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước của chúng ta. Tổng thống Trump phát huy tối đa vũ khí tối thượng giúp ông dễ dàng thắng cử giành lại tòa bạch ốc. Quý vị thân mến, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa do con dâu Lara Trump đồng lãnh đạo đang nhanh chóng biến thành thanh tri của quyền lực nước Mỹ trên hết nhằm giúp cho tổng thống Donald Trump tái chiếm tòa Bạch ốc vào tháng 11 năm 2024 và với chiến lược mới nhất, chiến thắng cho đảng có vẻ dễ đạt được hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, một thông cáo báo chí mới từ RNC tiết lộ rằng họ có kế hoạch tuyển dụng 100.000 người để khởi động một chương trình liêm chính trong bầu cử chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ. Thông qua tuyên bố của họ, bất cứ khi nào một lá phiếu được bỏ hoặc kiểm những người theo dõi cuộc thăm dò của đảng cộng hòa sẽ quan sát quá trình này và báo cáo bất kỳ sự bất thường nào trong trường hợp có bất thường hoặc có vấn đề luật sư inc và luật sư tình nguyện mà họ đã phối hợp sẽ cung cấp dịch vụ phản hồi nhanh chóng để giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng một quy trình hành động phức tạp đã được thử nghiệm Inc gần đây đã chứng kiến những cải thiện một cách nhanh chóng về tính liêm chính trong bầu cử và việc gây quỹ sau những thay đổi về lãnh đạo đã làm rung chuyển cốt lõi của cơ sở các ứng cử viên được lựa chọn kỹ lưỡng của tổng thống donald trump đã tiếp quản vào đầu mùa xuân và kể từ đó thì Inc không có bước lùi với chủ tịch mới được bổ nhiệm Michael Watley đồng chủ tịch là Lara Trump con dâu của Tổng thống Trump và chánh văn phòng Chris LaCivita ở vị trí lãnh đạo, IC đã trở nên cứng sáng hơn rất nhiều. Lara Trump tuyên bố, mọi lá phiếu, mọi khu vực, mỗi trung tâm xử lý, mỗi quận, mọi bang chiến trường, chúng tôi sẽ có mặt ở đó. INC đang tuyển dụng hàng trăm nhân viên liêm chính bầu cử trên toàn bản đồ, nhiều hơn bao giờ hết, vì đảng của chúng tôi sẽ tuyển thêm hàng ngàn quan sát viên để bảo vệ cuộc bầu cử vào năm 2024 cô nói thêm các quan chức chiến dịch này ở các bang được giao nhiệm vụ tuyển dụng đào tạo và khi có thể luân chuyển những người theo dõi cuộc thăm dò và nhân viên thăm dò ý kiến ngày này qua ngày khác aic sẽ tập trung vào năm lĩnh vực quan sát chính đó là kiểm tra tính logic và độ chính xác của máy bỏ phiếu sớm bỏ phiếu trong ngày bầu cử quy trình bỏ phiếu qua thư và quy trình sau bầu cử các quy trình bỏ phiếu qua thư sẽ bao gồm việc phân xử và sao chép trong khi các quy trình sau bầu cử sẽ bao gồm việc kiểm phiếu, kiểm toán và kiểm phiếu lại khi cần thiết. Ngoài ra, các bang chiến trường quan trọng sẽ có quyền truy cập vào đường dây nóng về tính liêm chính trong bầu cử, nơi các luật sư luôn sẵn sàng giải quyết tất cả các câu hỏi và vấn đề sắp tới, được báo cáo bởi những người theo dõi cuộc thăm dò và cử tri trên toàn tiểu bang. Tổng thống Trump cảnh báo Biden sẽ chịu trách nhiệm nếu lệnh cấm TikTok được áp dụng. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump hôm ngày 22 tháng 4 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thúc đẩy lệnh cấm TikTok và sẽ là người chịu trách nhiệm nếu lệnh này được áp dụng, đồng thời kêu gọi cử tri trẻ tuổi chú ý. Hôm ngày 20 tháng 4, Hạ viện đã thông qua luật lưỡng đảng trong cuộc bỏ phiếu với kết quả 360 đồng ý và 58 phản đối. Yêu cầu Biden có khoảng 9 tháng đến 1 năm để thoái vốn khỏi các hoạt động của TikTok tại Mỹ, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn đình đám này phải đối mặt với lệnh cấm. Việc đưa TikTok vào gói viện trợ nước ngoài rộng lớn hơn có thể đẩy nhanh tiến độ cho lệnh cấm tiềm năng, sau khi một dự luật riêng biệt trước đó bị đình trệ tại thượng viện. Gói viện trợ nước ngoài thường được sử dụng để tài trợ cho các nỗ lực an ninh quốc gia, nên việc đưa TikTok vào gói này có thể ngầm ám chỉ rằng ứng dụng này là mối đe dọa đến an ninh. Dự luật mới hiện được chuyển tới thượng viện, nếu thượng viện thông qua dự luật này, Biden nói rằng ông sẽ ký thành luật. Cựu tổng thống Trump hôm ngày 22 tháng 4 cho biết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, Biden sẽ chịu trách nhiệm về lệnh cấm TikTok, ông ấy là người thúc đẩy việc đó và làm điều này để giúp bạn bè của ông ở Facebook trở nên giàu có hơn và chiếm ưu thế hơn. Cựu Tổng thống Donald Trump sau đó kêu gọi các cử tri trẻ tuổi chiếm một phần đáng kể trong cơ sở người dùng TikTok xem xét quan điểm của ông Biden trong ngày bầu cử. Cho biết chưa và sẽ không chia sẻ dữ liệu người dùng Mỹ với chính phủ của Trung Quốc, TikTok đã lập luận rằng dự luật mới này sẽ vi phạm quyền tự do ngôn luận theo tù chính án thứ nhất thuộc Hiến pháp của Mỹ với 170 triệu người dùng ứng dụng của họ tại nước này. Tù chính án thứ nhất là một trong những điều khoản vô cùng quan trọng của Hiến pháp Mỹ. Nó bảo vệ các quyền tự do cơ bản thiết yếu cho một xã hội dân chủ. Tù chính án này đã được sử dụng để bảo vệ đến nhiều loại hình ngôn luận, gồm cả bài phát biểu chính trị, báo chí tự do và biểu tình. Theo hãng tin Reuters, TikTok đã thông báo với các nhân viên vào cuối tuần qua rằng, ngay sau khi ông Biden ký thành luật, chúng tôi sẽ chuyển đến tòa án để khiếu kiện pháp lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì dự luật này rõ ràng đã vi phạm tu chính án thứ nhất. Vào hồi tháng 3, Tổng thống Donald Trump đã lập luận rằng việc cấm TikTok sẽ làm cho Facebook của Meta Platform trở nên lớn mạnh hơn. Ông Trump trước đây chỉ trích mạnh mẽ Meta Platform vì bị chặn quyền truy cập tài khoản Facebook và Instagram. Trước đó, Meta Platform còn xóa hai bài đăng của ông Trump sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tài khoản Facebook và Instagram của cựu tổng thống Mỹ được Meta Platform khôi phục vào tháng 2 năm 2023. Ông Trump nói với kênh CNBC vào ngày 11 tháng 3 rằng: "Tôi không muốn làm cho Facebook trở nên to lớn gấp đôi. Nếu bạn cấm TikTok thì Facebook và những công ty khác, nhưng chủ yếu vẫn là Facebook sẽ được hưởng lợi lớn và tôi nghĩ Facebook đã rất không trung thực." Theo dự luật mới, Apple App Store, Google Play Store và các cửa hàng ứng dụng khác tại Mỹ sẽ không được cung cấp TikTok hoặc dịch vụ lưu trữ web cho các ứng dụng do Biden kiểm soát sau khi thời hạn thoái vốn đã qua. Vào tháng 2, chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ của ông Biden đã tham gia TikTok. Chiến dịch tái tranh cử của ông Trump thì chưa làm vậy. Liên minh tự do dân sự Mỹ đã phản đối dự luật mới của Hạ viện vì lý do hạn chế quyền tự do ngôn luận vào hồi tháng hai tiktok đã chỉ trích dự luật ban đầu của hạ viện hiện bị đình trị tại thượng viện nói rằng nó sẽ kiểm duyệt hàng triệu người mỹ công ty trung quốc cũng lập luận tương tự rằng lệnh cấm của bang montana đối với tiktok vào năm ngoái là vi phạm vào tù chính án thứ nhất Thưa quý vị, Hạ viện từng bỏ phiếu để thông qua dự luật ban đầu vào ngày 13 tháng 3, yêu cầu Biden thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trong khoảng 6 tháng, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn này phải đối mặt với lệnh cấm. Trong khi đó thì dự luật mới được Hạ viện thông qua vào ngày 20 tháng 4, đưa ra thời hạn 9 tháng và có thể gia hạn thêm 3 tháng nếu Tổng thống Mỹ xác định được tiến độ hướng tới việc thoái vốn. Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mark Warner, chủ tịch Ủy ban tình báo ở thượng viện vào ngày 21 tháng 4 nói rằng, TikTok có thể được chính phủ Trung Quốc sử dụng làm công cụ tuyên truyền, đồng thời lưu ý rằng nhiều người trẻ sử dụng ứng dụng này để có thể tiếp nhận được tin tức. Ông nói với kênh CBS News Ý tưởng rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho Trung Quốc một công cụ tuyên truyền mạnh mẽ như vậy, cùng với khả năng thu thập dữ liệu cá nhân của 170 triệu người Mỹ là một rủi ro an ninh quốc gia. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time.